biển sóng dạt dào. Chào các anh các chị nha, rất vui được gặp lại tất cả các anh các chị trong buổi báo giá trực tiếp hôm nay trên trang fanpage ô tô Hiền Kim Luxury Car Hải Dương. Hôm nay em lại lên sóng báo giá những cái mẫu xe đang được chào bán tại showroom và đang trên đường về. Nếu mà đang trên đường về thì em có rất là nhiều. Em có một chiếc Cerato 2017 số tự động này, một chiếc Xpander số sàn 2019 màu đen. Và đang trên đường về thì em có thêm Elantra số tự động màu trắng và 3 chiếc Hyundai Tucson. Thì ngày hôm nay thì em cũng đã có mặt tại cửa hàng là một chiếc Vios 2019 bản G form mới, thêm một chiếc xe Eco Sport nữa, cũng đã có mặt tại cửa hàng. Em đang trên đường về một chiếc xe Innova 2015 bản G số tự động, giá cũng khoảng tầm hơn 400. Và đang có mặt tại cửa hàng thì một chiếc Innova tầm hơn 200 triệu. Thì các bác anh các chị đang theo dõi, yêu thích, quan tâm mẫu xe nào thì xin vui lòng nhắn tin cho em qua trang fanpage hoặc gọi điện cho em qua số hotline 0978 607 555. Xem kênh của em Hiền Kim thì cũng đừng tiếc một nút chia sẻ giúp em nhé. Các bác, các anh, các chị chia sẻ giúp em. Em chào anh Tú Keng, em chào anh Nguyễn Đạt nha. Em chào anh Thỏ. Có văn bản cam kết tại showroom, cam kết cho các bác, các anh, các chị là xe không tai nạn, xe không ngập nước, máy số zin, hồ sơ pháp lý chuẩn chỉ, hỗ trợ rút hồ sơ và hỗ trợ banh nếu các anh, các chị, các bác yêu cầu. Hôm nay em có thêm một chiếc xe Ford Eco Sport 2018 giá là 448 triệu cũng đã có mặt tại cửa hàng. Và thêm một chiếc xe Innova này là 228 triệu này. Và em đang trên đường về thì em có thêm một chiếc xe Xpander số sàn màu đen nhá. Nếu bác nào thích Xpander số sàn thì cứ gọi điện, thì xe của em cũng đang trên đường về. Và hôm nay thì em về thêm một chiếc Vios 2019 form mới, rồi Accent số sàn form mới em cũng đang có. Và để không mất thời gian của các bác, các anh, các chị, em sẽ báo giá tất cả những cái mẫu xe. Mạng thì phập phà phập phù nên là các bác, các anh, các chị thông cảm giúp em. Vios 2019 xin vui lòng giữ máy. Em chào anh Hoàng Hải nhá. Elantra màu trắng thì em đang trên đường về là 2017 số tự động ạ. Em chào anh Thoán Nguyễn Văn. Các anh, các chị, các bác quan tâm Vios giữ máy luôn giúp em. Innova em có hàng. Xem kênh thì đừng tiếc một nút chia sẻ giúp em nhé. Vì mạng nó hơi chập chờn nên là cả nhà hết sức thông cảm ạ. Cứ giữ máy em sẽ báo giá lần lượt luôn ạ. Accent thì Accent em có 2020 số tự động, 2019 số tự động, còn 18 thì em lại chưa có. Chiếc xe đầu tiên em xin gửi tới tất cả các anh, các chị, các bác đang theo dõi. Chiếc xe này là Ford Eco Sport bản 1.5 Titanium. Đây ạ, nếu như các bác, các anh, các chị chỉ có tầm tiền hơn 400 triệu thôi, muốn sở hữu một chiếc xe gầm cao, đời cao 448 triệu thì cùng em Hiền Kim tham khảo qua chiếc xe Ford Eco Sport bản 1.5 Titanium. Chiếc xe này là 5 chỗ ngồi số tự động, dòng xe gầm cao đô thị loại nhỏ. Em đang chào bán tại cửa hàng là 448 triệu. Xe thì lốp còn nguyên bản theo xe. Đấy, chủ cũng đã lên màn hình Android đầy đủ hết rồi. Với chiếc xe này thì các bác, anh, các chị cũng mua về sử dụng thôi, cũng không phải mất một tiền, một nghìn nào về đầu tư sơn hay là dọn dẹp gì cả. Bởi vì xe cũng rất là đều, xe cũng rất là mới. Chỉ có 448 triệu thôi cả nhà mình nhá. Đây các bác, anh, các chị, ngày mai em về thêm một chiếc Innova 2015 số tự động bản G giá khoảng tầm trên 400. Như chiếc xe Ford Eco Sport bản 1.5 này thì các anh các chị cùng ngắm giúp em này. Xe thì đã có màn hình Android đầy đủ, xe có nội thất ra rồi, 448 triệu ạ, rất là đẹp. Cam kết với các bác là máy số zin, xe không bị tai nạn, không bị ngập nước, không bị thủy kích, không bị bổ máy. Các bác, các chị có thể là thuê thợ mang ra hãng. Ngoài ra thì bên em còn có văn bản cam kết đầy đủ cho anh các chị đi test thoải mái luôn ạ. Chia sẻ giúp em Hiền Kim các bác nhá. Các anh, các chị, các bác chia sẻ giúp em. Mấy hôm nay mạng nó cứ phập phà phập phù mà mỗi lần like thì rất là buồn luôn ấy. Em xin đọc lại thông tin của chiếc xe Ford Eco Sport 2018 bản 1.5. Em đang chào bán là 448 triệu. 2018 mà Eco 448 mà anh còn bảo cao thì chắc chắn là anh không mua được xe đâu anh ạ. Em chào anh Trần Vĩnh Cường nhá. Cảm ơn anh Lương Văn Hoan.
Anh Quân Lê ơi, chiếc xe này là 448 triệu 42, anh đừng hỏi mặc cả em làm gì với giá này, em không bán đâu. Vios màu trắng, nếu như anh chị mà đã tham khảo dòng Foyeco Sport này mà một cái giá em đưa ra 2018 mà 448 triệu mà anh chị còn chê cao thì chắc chắn là anh chị không mua được xe đâu. Bởi vì em đã nói rằng luôn là con nào em mua được rẻ em sẽ bán rẻ, còn nếu như con này mà em không mua được rẻ thì chắc chắn là các anh các chị cũng không sẽ không bao giờ mua được cái giá như vậy. Nên là em chốt cứng là 440 triệu bao đút hồ sơ, còn dưới 440 triệu em không bán. Nên là các anh các chị có thể cân đối, tham khảo và so sánh thêm một vài showroom nữa để chúng ta quyết định cái xe EcoSport 2018 giá 448 triệu mà bớt 8 triệu 440 thì có xứng đáng hay không. Còn nếu anh chị còn sợ đắt, sợ này nọ thì chúng ta lại tiếp tục tham khảo và chờ đợi một thời gian nữa. Bao giờ giá xe nó hạ, nó rẻ thì chúng ta mua. Còn với cái giá này em nghĩ là nếu như anh chị đã tìm hiểu cái dòng xe EcoSport thì anh chị phải biết tại sao em đọc cái giá đấy là vào giá rồi. Không có gì phải lăn tăn cả. Xe đẹp thì nó cũng không có rẻ, nhưng mà để nói rẻ giật mình thì không có đâu ạ. Tiếp tục đây nhá, thêm một chiếc xe Toyota Vios này. Chào anh, chào Nguyễn Văn Dũng nhá, chào chị gái Nguyễn Thị Mận xinh gái. Em chào Nam Sếp. Cảm ơn anh Phạm Ngọc Hưng. Anh Chiến anh ơi, K3 thì hiện tại bên em hết sạch rồi. K3 thì em không còn một chiếc xe nào. Hôm nay em sẽ cố gắng quay nhanh. Các bác anh các chị vừa hỏi em chiếc xe Toyota Vios bản G đấy ạ. Nếu cần thông tin nhanh hơn, anh chị có thể gọi cho em đến số hotline là 0978 607 555 hoặc 0941 337 888. Hoặc anh chị có thể ghé về showroom của bên em là 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương để xem xe và thương lượng về giá cả. Nhiều anh chị hỏi em là sao mấy hôm nay không lên live, bởi vì em có mua được xe đâu ạ. Chưa bao giờ mà cửa hàng em trống, có nghĩa là xe về đến đâu hết đến đấy. Cứ về đến con nào là khách đặt cọc con đấy. Không mua kịp để cho các anh các chị lấy xe luôn ạ. Elantra màu trắng thì Elantra màu trắng thì chưa về tới nơi đâu ạ. Hyundai màu đỏ là Elantra. Anh ơi, Innova số sàn em có một con 2008. Nếu bác nào bảo là EcoSport 2000 mới mà chưa mua đến 450 thì các anh các chị đi ra ngoài xem thôi nhé. Vào hãng hỏi. 440 triệu mà các anh chị đòi mua xe mới bằng chưa tới giá đấy thì anh chị cũng chỉ là ngồi, em nói thật là chỉ ngồi sau lũy tre làng thôi. Nói anh các chị đừng tự ái, bởi vì các anh chị chả hiểu cái gì vào bình luận linh tinh nên là dễ bị nổi nóng lắm. Nên là các anh các chị phải tìm, mua một cái xe nào mình phải tìm hiểu, mình phải xem, mình phải tham khảo. Rồi chúng ta hãy đưa ra một cái bình luận. Và trước khi chúng ta bình luận một vấn đề gì thì chúng ta cũng phải nên suy nghĩ thật kỹ, chúng ta phải tìm, phải hiểu. Nếu không biết được thì chúng ta có thể lên Google mạng, vào Google search, chúng ta tìm hiểu thông tin của một chiếc xe, giá cả chiếc xe này trên thị trường chúng ta bán như thế nào. Sau đây chúng ta sẽ vào để tham khảo, chứ không phải mình thích sướng miệng mình là mình cứ nói thôi. Mà thực ra là em cũng chỉ bán cho những người thiện chí thôi. Còn nhà em thì không phải ai cũng mua được xe của nhà em. Nó chỉ có những khách hàng thiện chí, khách hàng cần thực sự xe thì mới mua cái showroom con em thôi. Chứ còn những khách hàng mà cứ trả giá mặt đất chắc cũng chẳng bao giờ mua được của nhà em. Mà chắc chắn cũng chả bao giờ mua ô tô. Nói thể luôn cho các bác anh các chị. Tiếp tục đây ạ. Thêm một chiếc xe Toyota Vios này. Chiếc xe này 2019 form mới. Innova giữ máy giúp em một chút. Anh Nguyên Tiger ơi, xe điện thì bên em lại chưa mua được chiếc xe nào anh ạ. Ok anh Bảo Quốc, nếu mà rẻ như vậy em mua 100 con về bán đúng không anh? Chiếc Vios này là biển 36 Thanh Hóa. Hôm qua em cũng đã hứa với các anh các chị là ngày hôm nay sẽ có mặt tại cửa hàng. Em đang chào bán nhá. Nếu như chiếc xe này em rút hồ sơ, em để cho các anh các chị là 505 triệu 2019 form mới. Form này là có đề nổ thông minh đầy đủ rồi. Biển 36 Thanh Hóa, xe chạy mới có 3 vạn thôi. Rất rất là đẹp luôn. Xe này cực kỳ đẹp luôn. Em có màu trắng và màu vàng cát, các anh các chị cùng ngắm nhá. Chiếc xe Toyota Vios này thì mức tiêu thụ nhiên liệu nó sẽ dao động khoảng tầm từ 5 đến 6 lít trên 100 cây. Chất lượng xe thì em cam kết bảo hành. Xe chuẩn, không có tai nạn, không có ngập nước, không có thủy kích, không có bổ máy, bảo hành 1 năm cho các anh các chị đi test kiểm tra thoải mái luôn ạ. Chiếc xe này em đang chào bán là 505 triệu bao rút hồ sơ. Còn nếu mà sang tên đổi biển là 515 triệu, bởi vì là tiền thuế tiền biển thì em chỉ đóng hộ các anh các chị thôi. Còn các anh các chị phải trả tiền cho nhà nước nhá. Đây, xe quá đẹp luôn ạ.
em vẫn có thể lọc lá thương lượng bớt thêm một chút nữa, thì các anh các chị cứ đến tại showroom của bên em để xem xe. 515 triệu giá này em sẽ vào thuế, vào biển, đăng ký chính chủ lăn bánh cho các anh các chị về biển tỉnh nhá. Ví dụ như các anh các chị có thể về Hải Dương thì em nhận là 515 triệu bao sang tên, chính chủ, thuế biển, đăng ký. Còn nếu như anh chị về Tử Làm thì bên em sẽ bớt cho anh chị 10 triệu là 505 triệu. Xe thì em bảo hành cam kết anh chị có thể mang ra hãng, ra thợ, test, kiểm tra thoải mái. Chiếc xe Vios này thì mức tiêu thụ nhiên liệu của nó sẽ rơi vào tầm từ 5 đến 6 lít trên 100 cây. Biển 36 Thanh Hóa, đăng kiểm phí đường bộ còn rất là dài. Các anh các chị có thể gọi điện nhé. Anh ơi, chiếc Ford EcoSport à anh? Chiếc xe đấy thì mức tiêu thụ nhiên liệu thì nó sẽ rơi vào tầm 6 lít đấy anh ạ. Bởi vì bản 1.5 thì chiếc xe EcoSport thì nó cũng sẽ rơi vào tầm khoảng tầm 6 lít. Elantra 1.6 số tự động thì em đang về một chiếc 2017. Anh chị có thể đợi giúp em khoảng tầm 2 ngày được không ạ? Nếu như anh chị mà có tầm tiền loanh quanh khoảng tầm 200 triệu này, chiếc xe này thì thực ra là của cậu em, cậu ấy lên đời cậu gửi bán thôi. Còn nếu đời sau thì nhà em cũng không bán đâu. Nhưng mà chiếc xe này là bạn ấy lên đời cao và gửi cho em bán chiếc xe này. Đấy, đổi một chiếc xe đời cao thì gửi chiếc xe này bán. Chiếc xe này là Innova. Xe thì rất là đẹp, máy zin, số zin. Các bác thông cảm bởi vì ở ngoài đường nhà em sát đường ấy. Các bạn này đi xe máy các bạn nẹt vô kinh quá. Chiếc Innova này là máy zin, số zin các bác nhá. 2008, em cam kết cho các bác là máy zin, số zin. Xe về vấn đề tai nạn ngập nước là em cam kết bảo hành, nhưng nó cũng có mất một tí chỉ cánh. Nó rơi vào tầm khoảng tầm 20 phân chỉ cánh, bởi vì là 2008 rồi thì nó có bị mất một phần chỉ cánh thì em nghĩ là chắc không sao, đúng không anh các chị? Quan trọng nhất là chiếc xe này máy nó còn zin này, chưa bổ máy này, số còn zin này, và cột kèo sắt xi còn nguyên. Em đang chào bán chiếc xe này là 228 triệu. Chiếc xe này là 2008, 7 chỗ số sàn nhá. 7 chỗ số sàn bản đủ đấy. 2008 thì mình hay gọi là bản G. Có túi khí đầy đủ này, phanh ABS này, 3 vùng điều hòa độc lập này. Thì nếu mà anh chị nào cần một chiếc xe mà hơn 200 triệu để sử dụng cho xe gia đình thì anh chị thử tham khảo qua chiếc xe này giúp em. Em cam kết với anh chị là máy zin này, số zin này, xe không bị tai nạn vào đầu răng sắt xi túi khí. Nó mất khoảng tầm 20 phân chỉ cánh phụ phía sau thôi, còn lại là nguyên hết. Xe thì cũng khá là giữ gìn. Chủ gia đình đi, không có kinh doanh dịch vụ, km chuẩn thì anh chị có thể đến test nhé. 228 triệu. Em xin đọc lại thông tin của chiếc xe Toyota Innova bản G số sàn, 7 chỗ ngồi 2008. Em đang chào bán là 228 triệu. Và nếu anh chị thích số tự động thì ngày mai em về thêm một chiếc 2015 số tự động, cũng là Innova. Thì chiếc Innova số tự động thì ngày mai em mới về ạ. Anh ơi, Fortuner máy dầu thì hiện tại bên em đang tạm hết rồi. Cerato số xạ tự động màu trắng đây, bản Vũ Thái. Anh Tình Đồng ơi, sao anh hỏi là mạng giật giật đúng không anh? Anh thông cảm nhá, bởi đợt này wifi với lại 3G nó rất là kém, nên là khi live trực tiếp ấy, anh chị cũng hết sức thông cảm giúp em. Khi live trực tiếp thì mạng nó rất là kém ấy, nó thỉnh thoảng nó cứ bị giật đùng đùng như kiểu mà bị làm sao ấy, cũng rất là bực mình. Nhưng mà thôi, anh chị hết sức thông cảm giúp em Hiền Kim. Tiếp tục đây ạ, vừa các bác hỏi em chiếc xe Kia Cerato số tự động đây, màu trắng đây ạ. Nếu anh chị thích Kia Cerato màu đỏ thì em cũng đang trên đường về một chiếc 2017 số tự động. Còn hiện tại bây giờ thì em chỉ có chiếc xe này là 2016 số tự động màu trắng thôi. Em đang chào bán tại cửa hàng là 490 triệu. Cả nhà mình cũng tham khảo giúp em Hiền Kim ạ. Đây, 490 triệu cho chiếc xe Kia Cerato 2016 số tự động bản 1.6 phân khúc hạng C. Chiếc xe này thì nếu như anh chị về Hà Nội sẽ không mất 20 triệu tiền chuyển vùng, bởi vì chiếc xe này đó là vốn dĩ nó đã gốc thành phố rồi,
Có nghĩa là chủ cũ người ta đã đóng 20 triệu tiền chuyển vùng rồi, còn bây giờ chúng ta chỉ mất khoảng tầm từ 6 đến 7 triệu tiền thuế thôi. Thì nếu anh chị về Hà Nội thì vẫn giữ nguyên khoảng tầm 490 triệu là lăn bánh trọn gói rồi, cũng như biển tình sẽ không phải mất 20 triệu nữa, nên là anh chị có thể cân đối nhá. Chiếc xe này là số tự động này, phân khúc hạng C. Để có giá tốt hơn thì anh chị có thể gọi trực tiếp cho em qua số hotline là 0978 607 555 hoặc 0941 337 888. Anh ơi, Accent số tự động em có 2020 được không anh? 2016, 17, 18 thì em đang hết rồi. Và hôm nay Accent thì em chỉ có 2020 thôi ạ. Đây, nội thất chiếc Kia Cerato số tự động, cho các anh các chị cùng ngắm giúp em ạ. 490 triệu màu trắng. Hôm nay nhà em hết xe nhưng mà thôi, buồn thì lại lên like cho các anh các chị cùng ngắm những cái mẫu xe còn lại và mới về. Mai thì em về nhiều lắm ạ. Mai thì em về 3 chiếc Tucson này, Xpander số sàn này, rồi là Cerato màu đỏ, rồi là Mazda màu đen. Đấy là những chiếc xe cũng đang trên đường về. Đây, tiếp tục đây ạ. Vừa các bác hỏi em là Hyundai Elantra đây. Anh ơi, tầm 700 năm chỗ gầm cao đời 2019. Anh ơi, 700 anh mua con côn à, Tucson xe nhập đi anh. Tucson xe nhập mà nó rơi vào tầm 26, nó loanh quanh tầm 700 đấy anh. Dạ ok anh Trịnh Đồng. Cảm ơn anh chị Nguyễn Hảo ạ. Cảm ơn các bác anh các chị nhá. Anh Hồ Giấy ơi, Kona thì hiện tại em chưa có. CX5 thì hôm nay em chỉ còn con màu xanh thôi, còn con màu đỏ thì ngày hôm nay em lại bán về Bắc Giang, các anh các chị lấy full tiền rồi. Cerato màu vàng em bán về Hà Nam, rồi là Elantra màu đen em cũng bán rồi, Elantra màu trắng khách cũng cọc rồi, hôm nay CX5 màu đỏ khách cũng cọc rồi, và Accent số sàn màu đen thì khách cũng đã đặt cọc rồi. Đây, hôm nay thì em có chiếc Hyundai Elantra ở đây ạ. Các anh các chị các bác này, nếu mà mình yêu thích form mới hợp với phong thủy màu đỏ thì chúng ta cùng tham khảo qua chiếc xe này giúp em Hiền Kim. Chiếc xe này là biển 89 Hưng Yên ạ. Xe chạy mới có hơn 3 vạn thôi. Em đang chào bán là 588 triệu. Cả nhà cùng ngắm giúp em nhé. 588 triệu thôi ạ. Rất là đẹp. Đấy, kỵ Hyundai Elantra. Dòng xe phân khúc hạng C form mới. Đẹp lắm luôn ạ. Cảm ơn anh Quyết Trịnh. 7 chỗ máy dầu thì hiện tại lại chưa có anh ơi. Accent 2020 giữ máy luôn giúp em Hiền Kim nhá. Chiếc Hyundai Elantra này là biển 89 Hưng Yên cả nhà mình ạ. Bên em đang chào bán là 588 triệu. Các bác anh các chị cùng ngắm giúp em ạ. Bản 1.6 GLS, phân khúc xe hạng C. Đấy, cũng rất là đẹp, đều xe. Màu đỏ này thì thực ra là các anh các chị nhìn biết bây giờ là đa số thì người ta sẽ lựa chọn màu đỏ hoặc màu trắng, đi nó rất là nổi. Xe thì đã có trang bị đề nổ thông minh theo xe này, màn hình theo xe này, rồi là có cửa sổ trời đầy đủ. Đặc biệt là cái dòng Elantra này thì toàn bộ hệ thống gạt mưa của nó là tự động hết, đèn cũng tự động. Và trên màn hình thì đã có thêm Việt Map rồi, xi nhan tích hợp trên gương, cân bằng điện tử đầy đủ hết ạ. Em xin đọc lại thông tin của chiếc xe Hyundai Elantra. Chiếc xe này là sản xuất 2019, form mới, số tự động, bản 1.6 GLS, biển 89 Hưng Yên. Em đang chào bán là 588 triệu. Giá này em vẫn có thể lộc lá và thương lượng thêm được một chút nữa nhé. Các bác có thể về tại showroom của bên em là 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương để xem xe và thương lượng về giá cả, hoặc gọi qua số hotline là 0978 607 555. Sang đây các bác vừa hỏi em là chiếc xe Hyundai Accent thì cả nhà cùng ngắm này, một dàn xe Accent nhưng mà em bán hầu như là hết rồi. Accent thì nhà em cứ về liên tục, về lại bán thôi. Ví dụ như 6 chiếc xe Accent đang nằm ở đây, ở trong nhà này còn 2 chiếc nữa. Nhưng mà 4 chiếc xe từ phía này hất xuống thì khách đã đặt cọc rồi. Cả chiếc màu đen ở phía trong cũng đã đặt cọc rồi. Thì em còn 2 chiếc Hyundai Accent ở phía trên này. Chiếc xe này là số tự động 2020.
Và đây là 2021 số sàn. Thì các bác đang quan tâm Hyundai Accent thì chúng ta cùng ngắm qua hai cái mẫu xe này nhé. Hyundai Accent đây là 498 triệu ạ, chiếc xe này em vừa về này. À, anh Minh Sơn ơi, mua xe có nhất thiết phải hợp màu phong thủy không? Thật ra thì với em thì em không quan niệm lắm, nhưng mà tùy theo các anh các chị thôi. Miễn làm sao mà anh chị thấy tâm tư mình thoải mái, mình thực sự là thoải mái là được. Cảm ơn anh Quyết Trình nha, anh Hiếu Sơn. Mọi người ta thì thường nói là phong thủy thì tại tâm thôi. Em thì em không mê tín, em chỉ tín tâm thôi chứ không mê tín đâu. Nên là cái màu nào mình thích là được. Quan trọng anh chị là người sử dụng. Nhiều khi các anh các chị đến showroom của em đây ạ, anh chị xem xe thì có thể là đi rất là nhiều bạn bè. Có người thì người ta chỉ đi một mình, có người thì người ta đi đến 5-6 người. Mỗi người một ý kiến, mỗi người một màu sắc. Nhưng mà bao giờ thì em cũng sẽ là chốt lại câu hỏi. Em sẽ hỏi là anh chị là người sử dụng thì quan trọng nhất là anh chị có thích hay không. Anh chị mua xe theo cái đúng sở thích của mình, cái mà mình đang thích, chứ không cần phải mua xe theo ý kiến của người khác. Cứ miễn là bản thân anh chị thích và đam mê là được. Thì anh chị mới có động lực để mà đi. Nhiều khi lại đi mua xe lại cứ nghe lời bạn, hay là bảo là bạn lại thích Maios, mình thì thích Accent, thì lại mua theo ý bạn thì về mình lại không thích. Nhiều khi là nó thế. Nên là em hay thường nói là quan trọng nhất là anh chị phải thích. Đấy mới là điều quyết định tất cả anh ạ. Đây ạ, anh ơi, chiếc Innova 2015 số tự động à? Con đấy chắc cũng phải tầm 450 quay về thôi anh ạ. Nếu mà anh cần thông tin của chiếc Innova số tự động thì anh gọi luôn cho anh Phương nhá, 0941 337 888. Bởi vì hôm nay anh Phương đi lấy chiếc xe đấy về thì anh sẽ có thông tin đầy đủ hơn. Em chưa lên sóng đâu, bởi vì xe em đang đi dọn dẹp và đánh bóng. Thì anh có thể gọi đến số 0941 337 888, thì anh sẽ gửi cho anh đầy đủ thông tin của chiếc xe Innova bản G số tự động 2015. Dạ đúng rồi anh Rồng Vàng ạ, miễn là mình hợp mình thích là được. Đây ạ, anh chị vừa hỏi em là chiếc Hyundai Accent số tự động màu trắng đây. Chiếc xe này là 2020 này, em vừa về này, 498 triệu. Hôm nay em mua rẻ hơn được một chút chiếc xe này. 498 triệu cho chiếc Hyundai Accent số tự động 2020. Các bác anh các chị cùng ngắm giúp em. Xe thì lên nội thất ghế da này, có màn hình theo xe, có cam lùi đầy đủ. Đấy, xe thì em cam kết đảm bảo cho các anh các chị là máy zin số zin, không có bị tai nạn, không có bị ngập nước, bảo hành 1 năm, vấn đề đi test thoải mái luôn. Ngoài ra thì chiếc xe này vẫn còn bảo hành ở hãng nhé. Bảo hành bên em là như vậy, nhưng mà hãng thì vẫn còn bảo hành đầy đủ hết ạ. Ok anh Lê Trung. Anh Tuấn Nguyễn ơi, hàng thật đẹp em ơi, thật sự mình rất thích, mối tội mình không có tiền. Thèm quá anh ạ. Thật ra thì anh Tuấn Nguyễn ơi, nhiều khi mình nhìn thấy xem bằng cái đam mê cũng được anh. Mình yêu thích một cái gì đấy, ví dụ như em thì em lại thích hay xem những cái bạn bán lặn dưới biển, bạn ấy bắt cá đấy. Có nghĩa là đêm nào mình cũng phải dành khoảng tầm 15-20 phút khi làm việc xong thì mình phải ngồi mình xem các bạn ấy lặn ở dưới biển. Các bạn ấy bắt những con cá, con ốc ấy, thế nên là mình lại thích xem như vậy. Thì anh yêu thích kênh của em thì hy vọng là anh vào trong kênh của em này, anh xem thì có động lực. Năm nay nếu mà gia đình mình chưa có điều kiện thì cố gắng sang năm thì anh chị tiết kiệm được một chút. Mình có 200 thì mình mua xe tầm kinh tế 200. Mình có 300 thì anh chị mua xe tầm kinh tế 300. Hoặc là mình cố một chút nữa thì bên em cũng sẽ hỗ trợ ngân hàng cho anh chị. Nên là em tin chắc rằng là sẽ là một ngày gần nhất anh Tuân Nguyễn sẽ sở hữu một chiếc xe theo ưng ý gia đình mình. Và hy vọng là anh sẽ tìm cho mình được một chiếc xe ưng ý tại showroom 166 Trường Chinh, tại ô tô Hiền Kim. Và cảm ơn anh đã luôn theo dõi, ủng hộ và chia sẻ cho showroom bên em. Tiếp tục đây ạ, như chiếc xe này là Hyundai Accent. Chiếc xe này là 2021, form mới, số sàn các bác nhé. Về dòng Hyundai Accent thì các anh các chị cùng phân biệt giúp em Hiền Kim này. Hyundai Accent nó sẽ có 4 phiên bản. 2 phiên bản số sàn và 2 phiên bản số tự động. Phiên bản số sàn bản bay thì có nghĩa là bản thiếu hoàn toàn, nó không có một cái gì cả. Vẫn chìa khóa cơ, không có màn hình la răng sắt. Và phiên bản Accent số sàn bản đủ thì là chính là chiếc mà em Hiền Kim đang quay đây ạ. Chiếc xe này 2021 chạy gần 2 vạn. Em đang chào bán để các anh các chị tham khảo, có giá là 475 triệu. Hôm như em đã hứa với mọi người đấy ạ, hôm em đã hứa với mọi người là
Các anh các chị khi mua chiếc xe này thì bên em sẽ lên một bộ ghế da. Thì ngày hôm nay em đã lên chiếc ghế da này rồi đây ạ. Bởi vì bản thân em mua về nhá, thì nó vẫn là ghế nỉ nguyên bản. Nhưng thực sự là mình nhìn cái ghế nỉ theo xe thì nó không được đẹp. Và em chấp nhận mất thêm mấy triệu để em đầu tư thêm một bộ ghế da. Thì anh chị có thể nhìn thấy là bên em rất là đầu tư xe cho khách hàng. Và với chiếc xe này thì bây giờ khách, các anh các chị mua về thì chúng ta cũng chỉ có việc đi thôi, cũng không mất thêm 1.000 chi phí nào. Bởi vì xe này vẫn còn bảo hành ở hãng 4 năm. Em đang chào bán là 475 triệu. Bảo hành bên em là 1 năm về vấn đề tai nạn ngập nước. Ngoài ra bảo hành ở hãng chiếc xe này vẫn còn bảo hành 4 năm các bác anh các chị nhé. Em đang chào bán là 475 triệu. Có trách nhiệm rút hồ sơ và hỗ trợ banh nếu các anh các chị các bác yêu cầu. Cần thông tin chi tiết cụ thể, anh chị có thể gọi cho em qua số hotline 0978 607 555 hoặc 0941 337 888. Em xin đọc lại thông tin của chiếc xe Hyundai Accent số sàn, phân khúc xe hạng B, bản 1.4 form mới 2021. Em đang chào bán là 475 triệu. Anh Thành Nguyễn ơi, Xpander số sàn, ngày mai em về một chiếc màu đen 2019. Xe mới chạy có hơn 4 vạn thôi. Chiếc xe đấy màu đen hôm nay em đặt cọc rồi, nhưng mà sáng ngày mai nhà em mới đi lấy được. Thì khoảng tầm chiều ngày mai là chiếc Xpander số sàn sẽ có mặt tại cửa hàng anh nhé. Anh Lê Trung, ok anh ạ. Anh ơi, anh nhắn cho em Hiền Kim qua một tin nhắn nhé. Em cảm ơn chị gái Nguyễn Thị Mận. À, chị cứ theo dõi kênh của em Hiền Kim đi. Nếu mà anh chị có yêu thích mẫu xe nào thì cứ nhắn tin. Hoặc nếu mà anh chị có điều kiện sắp xếp được thời gian thì anh chị ghé về showroom của bên em là 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Trừ trường hợp là anh chị bận quá hay là xa quá không về được, nhưng còn em lúc nào em cũng khuyến khích là các anh các chị nên về thực tế. Bởi vì cái xe nó cũng là giá trị lớn, thì anh chị bớt một chút thời gian chúng ta về có thể ngắm cái xe mình đi này, tham quan cái showroom mua bán này và xem cái chất lượng xe như thế nào thì có xứng đáng anh chị để lại không. Em cảm ơn anh Nguyễn Tỉnh nhá. Anh Mạnh Nguyễn xem lại vay ớt, ok giữ máy luôn. Anh Trần Lâm Hà ơi, chiếc xe này là Hyundai Accent số tự động màu trắng đây, 2020, 498 triệu này. Đấy, 498 triệu cho chiếc xe Hyundai Accent 2020 số tự động. Vios giữ máy giúp em nhé. Vios em còn 2 con cơ. Hyundai Accent số tự động đây ạ. Anh Trần Lâm Hà, để lại giúp em tin nhắn nào xem Accent. Em sẽ gửi video chi tiết cụ thể cho anh ạ. Xe đẹp lắm ạ. Bao lỗi luôn. 498 triệu có lọc lá một chút nữa. À, bác nào vừa hỏi là muốn xem lại chiếc xe Toyota Vios đây. Anh ơi, Civic màu trắng thì em lại chưa có. Civic em chỉ còn một con màu đỏ thôi. À, tầm xe 300 thì ngày hôm nay em lấy hết sạch rồi. À, em có con Innova 2008 228 triệu thì có được tính là dưới 300 không anh? Đây, chiếc Vios bản G nhá. Chiếc xe này là 1.5 form mới ạ. À, các anh các chị có thể nhìn giúp em này. À, ok, chị Nguyễn Thị Mận giữ máy giúp em. À, chiếc ở phía sau để anh chị có thể phân biệt được giữa form mới là form cũ này. Như chiếc xe này 2018 chỉ có 485 triệu thôi. Chiếc xe này là form cũ nhá. Form cũ của so năm 2018 chứ không phải là form cũ của năm 2016 đâu ạ. Cuối 2018, form 2019 thì nó lại chuyển sang cái form này, gọi là form mới. Các anh các chị có thể phân biệt giúp em để nhìn thấy cái đèn ạ. À, nhiều xe 2000 cuối 2018 vẫn là form này, nhưng mà có những xe đầu 2019 vẫn là form cũ, nên là nó hơi lộn xộn là như thế. Như chiếc xe này là form mới. Form mới này thì là cái đèn của nó hoàn toàn khác này, cái mặt ga lăng nó cũng khác này. Và xe có đề nổ thông minh rồi, nội thất màu kem. Chiếc xe này biển 36 Thanh Hóa, chạy hơn 3 vạn, lốp còn theo xe, lốp sơ cua chưa dùng tới. Phân khúc xe hạng B. Em đang chào bán chiếc xe này cho các anh các chị là 515 triệu. 515 là giá này, em sẽ sang thuế, sang biển, sang đăng ký chính chủ trọn gói lăn bánh về biển tỉnh nhá. Biển Hà Nội thì mất 20 triệu tiền chuyển vùng mà bọn em không hỗ trợ được. Nhưng về biển tỉnh là em nhận cho các anh các chị là 515 triệu. Đã bao gồm thuế, biển, đăng ký, thuế, phí đầy đủ. Còn nếu như anh chị về tự làm thì em để cho là 505 triệu. Còn anh chị về làm rẻ hơn được thì anh chị tự hưởng vậy.
xe em bảo hành 100% về vấn đề như xe tai nạn, xe ngập nước, xe thủy kích, xe bổ máy. Em cảm ơn anh Phạm Quản nhá. Đây chị Nguyễn Thị Mận, xinh gái. Vai ớt màu trắng em có. Chiếc xe này em mới về. Và nếu như tầm tiền hơn một chút thì các bác, anh, các chị có thể tham khảo qua chiếc xe vai ớt này. Chiếc xe vai ớt này để em phải nổ lên cơ. Bởi vì là cái đèn của nó xanh đỏ tím vàng, nó đẹp lắm. Bởi vì cái đèn này là đèn độ ấy. Cái đèn này là đèn độ đắt tiền. Chiếc xe này thì thành thân lăn bánh nó chỉ là 485 triệu thôi. Đây, em Hiền Kim sẽ em bật cái đèn lên để mọi người cùng nhìn nhá. Nhiều khi á, con này thì của nó là chìa khóa cơ. Bởi vì là 2018 của chiếc xe này nó vẫn là form cũ, 19 thì là form mới. Cái đèn này là đèn chủ người ta độ đấy ạ. Đấy, anh chị nhìn nó rất là đẹp luôn. Với chiếc xe Vios bản G màu bạc này thì nội thất của nó vẫn là kem, nhưng mà nó ăn đứt được cái là nó lên một bộ đèn đẹp rồi. Và em đang chào bán là 485 triệu. 485 là giá này em sẽ hỗ trợ các anh các chị là thuế biển, đăng ký chính chủ trọn gói. Còn nếu anh chị về tự làm thì em Hiền Kim sẽ để cho là 475 triệu. Đấy, rất là nhiều sự lựa chọn. Thuế biển chiếc xe này thì bọn em làm sẽ rơi vào tầm từ 8 đến 9 triệu cả công dịch vụ đi làm. Xe mới đi có 5 vạn thôi ạ. Bao hồ sơ là 475 triệu mà bao sang tên là 485 triệu nha các bác. Đây, nhà em hôm nay căn bản là chưa có nhiều xe về. Hôm nay thì vừa hết hàng mà. Đây, đằng sau là trống hết rồi. Mà tất cả xe thì em đang bán tại một địa chỉ duy nhất là 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Thì các bác, anh, các chị bớt một chút thời gian ghé về showroom của bên em hoặc gọi cho em qua số hotline 0978 607 555. Và buổi báo giá chi tiết hôm nay thì em xin tạm dừng tại đây. Kính chúc quý khách hàng luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.